Ngày 10 tháng 9, Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang lập hồ sơ xử lý hàng chục quái xế có hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ với hơn 100 km/h, lạng lách, nẹt bô, gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 1A và quốc lộ 20 qua huyện Thống Nhất vào rạng sáng cùng ngày. Người dân địa phương phản ánh, thời gian gần đây các nhóm phượt đã đổ bô xe chạy tốc độ cao tạo tiếng động inh ỏi dọc theo quốc lộ 1A và quốc lộ 20. Hiện lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi tụ tập đua xe trái phép.